Xin chào mọi người Cái video này mình sẽ nói về Bitcoin, Bitcoin và Bitcoin Ngay bây giờ là 11 giờ 38 phút sáng Ngày 13 tháng 10 2023 Cái video này mình sẽ đi lại chút xíu Nghe vài cái sóng để mình chia sẻ nó một cách kỹ càng hơn cho bạn hiểu Vừa rồi là mình nói cái sóng số 3 Là nó mình tắt nó đi Để cho bạn nhìn, đừng có nhìn nó rối Cái sóng số 3 á cái sóng lớn á, nó sẽ đáp cánh ở cái vùng 23 25.300. Sóng lớn là sóng nào? Chúng nữa mình sẽ chia sẻ cho bạn. Rồi sau đó là cái sóng cuối cùng là sóng số 5 á, sóng lớn, nghe mình không nói sóng nhỏ. Thì đáp cánh ở cái vùng đâu khoảng cỡ 22.500. Ok, mình mở nó lên. Và những cái sóng mà sóng lên vừa rồi á là vừa rồi là mình trên cái đà sóng lên đúng không? là đáp cánh ở tôi vùng 30 sau đó mình có ba cái sóng hồi thì chuyện đó nó không xảy ra ok thì bây giờ là gọi là mình xóa bớt đi ok để cho gọi là mình dễ dễ hiểu hơn ok mình sẽ xóa bớt hết tất cả những cái thứ mà vừa rồi nó không xảy ra được ok à, thì chừng nào mà nếu mà mình thấy có một sự bay bổng nghe trở lại thì mình sẽ chia sẻ cái cái sóng lên cho bạn ngay ngay bây giờ thì nó mình đang nằm trong cái sóng hồi đúng không và xác suất đáp cánh ở cái vùng 20 22 500 lần okay. Thì đây là cái cái sóng lớn, cái sóng lớn là cái sóng màu xanh này. Ok. Đây là 1 2 nè. 3 nè. Cái sóng 3 này nè, nó mới đáp cánh ở cái vùng 25.300. Sau đó mình có cái sóng 4, đúng không? Rồi sau đó là mình có cái sóng cuối cùng là cái sóng số 5 là đáp cánh ở khoảng 22.500 cho lên chút xíu. Kể đầu tầm ở đó. Đó là sóng lớn là cái sóng màu xanh này. Ok. Sóng nhỏ là cái sóng đen là cái sóng mình đang nằm ở ở đó. Cái okay. thì nhiều lúc mình chia sẻ giữa sóng đen và sóng nhỏ thì nhiều lúc mình sẽ hơi bị lẫn lộn chút xíu. Cái sóng này vừa rồi nó đã đáp cánh năm sóng à xuống ok thì mình gọi là xóa nó luôn để bớt sóng đi. Okay. Thì vừa rồi là đây là sóng số 1, sóng đen. Sóng số 2, sóng số 3, sóng số 4 và sóng số 5 thì mình đang nằm trong cái sóng số 4 nhỏ nha sóng số 4 nhỏ từ sóng số 1 này á có thể bạn có thể dán sóng số 1 này nó ở bên đây cũng được kê okay, cho nó, nó chính xác hơn xin lỗi bạn sóng số 0 chưa từ từ sóng số 2 cho sóng xuống sóng số 3 ở đây mới đúng Ok mình dán đây mới đúng okay. chỉnh sửa lại chút xíu từ sóng số 2 lớn xuống sóng số 3 thì nó có sẽ có năm sóng nhỏ nó là màu đen mình sẽ làm cho nó dày dặn hơn chút xíu cho nhìn cho nó dễ hiểu hơn okay. đây là sóng số 1 sóng số 2 sóng số 3 mình đang trải nghiệm sóng số 4 rồi sau đó sóng số 5 cái sóng màu sóng, sóng đen thì nó đang nằm ở trong cái sóng xanh lớn chứ không có gì hết nha trong một cái sóng lớn thì nó sẽ có cái những cái sóng nhỏ thì đây là 1 2 3 4 5 là những cái sóng nhỏ ok và cái đáp cánh ở cái sóng số 5 này nè ok thì tầm đâu khoảng sóng số 5 đen á, có nghĩa là sóng số 3 lớn thì tầm đâu khoảng cả 25.300. Riêng vừa rồi từ sóng số 1 lên sóng số 2 á nó cực kỳ ngắn nha, thường thường xác suất nó sẽ lên cao hơn nhưng nó rất là ngắn, sau đó nó tụt dốc. Nó okay, cái tụt dốc thì mình có thể dán sóng số 3 ở đây. Ok, ở đây. Và gọi là sóng số đô 4 thì sau đây, ok. Sóng số 4 thì đang bắt đầu. Tại sao mình biết sóng số 4 đang bắt đầu? Thì để zoom vào chút xíu nha và những gì chưa xảy ra thì mình sẽ xóa bớt vì nếu bạn vẽ một cái trendline màu đen bắt bắt đi xuống như vậy nó chạm ở vùng này chạm vùng này chạm nguyên cái vùng này chạm cái vùng này đây là cái trendline màu xanh ok à, thì vừa rồi làm sao mình biết là nó sóng số 4 đang xảy ra ok bởi vì nó đánh vỡ cái vành xanh này nó đi lên ok nó bạn thấy nó đi lên không ok thì bởi vì vậy mình cho bạn cái xác suất những cái giờ và những cái ngày tới đây thì nó gọi là có thể bò lên tới cái vùng này cái vùng này, đây là cái kháng cự trực tiếp cho nó ngay bây giờ. Rồi sau đó nó quay đầu đi xuống. Có nghĩa là, đây là có nghĩa là sóng số 4 đang diễn ra. Là bò lên, sau đó là sóng số 5. Sập, đúng không? Có nghĩa là tới cái vùng này rồi sau đó nó sập. Ok. Thì ngay bây giờ, chuyện đó đang được diễn ra ngay bây giờ. Để làm sao mà mình biết là sóng số 5 đã bắt đầu. Là cái sóng hồi, sóng xuống này, đúng không? Ok. Sóng từ 4 tới 5 là nó đang nằm trong cái sóng lớn. Ok, từ 2 tới 3 thôi. Uh, thì là nếu mà mình sao làm biết là mình biết là sóng số 5 nó đang diễn ra đơn giản đây là cái đáy vừa rồi của nó cái con giá của nó là cái đèn vàng đỏ này nè ok bạn có thể dán cái viên đỏ này qua bên đây oh, không cái dán đây đi rồi cái vàng đỏ này là cái con giá là 26.540 là đây nếu nó cắn ở dưới cái vàng đỏ này thì mình biết là sóng số 5 đang được diễn ra thì chỗ này cái vùng chỗ này để mình vẽ luôn cho bạn thêm một lần nữa cái vùng chỗ này là cái vùng gọi là là nó có nghĩa là dưới cái vàng đỏ là cơ hội để đánh những cái lệnh gì lệnh xuống đúng không xuống ok thì đó còn nếu mà nó cái sóng số 4 diễn ra thì nó vớ vẫn vớ vẫn, vẫn lên cây kháng cự ở đây rồi sau đó nó quay đầu thì đây là nguyên cái vùng bao nhiêu cái mũi tên đã chỉ xuống cho bạn có nghĩa là để cho bạn đánh những cái lệnh short ngắn 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 xuống 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 để bạn chốt đơn ok cái chống lưng trực tiếp ngay bây giờ cho cái đồng bitcoin ngay bây giờ con giá là 26.000 ngày 26.000 26.000 là nó nằm ở đây cái vành vàng cái vành vàng, vàng thì nó hơi cao 26.000 xuống chút xíu ok ở vành cam mình đổi màu luôn đi cho nó dễ dễ coi kéo cái thằng này xuống chút xíu luôn đi ok 26.000 là nâng cái thằng này lên chút xíu nó là vành tím nhưng mà mình hơi sai chút xíu nha đó đó cỡ đó thì riêng nghe 26.000 á là cái vành tím này nè nó xuống cắn được cái vành tím đó đó. Ok thì sẽ xác suất mà gọi là lên lại á, ok thì không còn nữa, rất là khó nha. Nếu nó vẫn nằm dưới 27 6 20 thì mình đã nói là vẫn là xuống xuống và xuống, ok. Cắn dưới 26.000 thì bạn nên chuẩn bị cho cái con giá là rõ ràng ở đây, ok. 25.300, sau đó là mình có 24.000 và 22.000 chuẩn bị, ok cho cho những cái đợt sóng vừa rồi. Ờ, đợt sóng kế tiếp có nghĩa là sóng số 3 là đáp cánh ở cái vùng 20 25.000 đ dán đây luôn đi ha. 25.300, sau đó là sóng số 4, sóng hồi lên. Rồi sau đó sóng số 5 là đáp cánh ở cái vùng 20 22.000 ở dưới đó. 22.000 và 20. 22.000 và 24.000. Ok. À, mình. Ok, tới đó mọi người có nếu mà hiểu thì cho nhấn những những giùm mình cái chữ bên dưới là hiểu. Còn nếu không hiểu thì nhớ quay phim cái màn hình của bạn. Giải thích chỗ nào không hiểu, nghe vẫn chưa hiểu thì để mình gọi là À, lúc mình rảnh thì mình làm video mình mình đá lại cho bạn nhớ là quay phim chứ đừng cứ ghi gì hết bởi vì lúc bạn ghi á, cô nhân viên chuyển cho mình á, mình đọc mình cũng không hiểu đâu, thì cứ nghĩa là cái mình sẽ không có sự trả lời cho bạn, cái quay cái màn hình của bạn, giải thích ô em vẫn chưa hiểu cái chỗ này vân 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 và mình có thể làm video cho bạn à, để giải thích thêm để cho giúp bạn có thể chốt đơn, chốt đơn và chốt đơn. Ngay bây giờ á, cái thị trường châu á ngay cái đầu tiên là nó rất là yếu nha, yếu rõ ràng là bạn thấy nó đã rớt một cái vèo đi xuống rồi ok nó, nó cố gắng đánh vỡ lên cái kháng cự này mà bạn thấy cái kháng cự này riêng cái kháng cự này là cái kháng cự trực tiếp cho nó và bạn thấy nó cũng có bao nhiêu cơ hội lên rồi nè rồi nó hồi lại rồi nó lên rồi nè nó hồi lại bạn thấy không thì nó rất là yếu ngay bây giờ nó nói lên rất là yếu không nhất thiết nha không nhất thiết nó phải bò lên tới đây đâu nó có thể sập luôn ngay bây giờ cũng được nữa không có gì hết nha và riêng đây là cái vành đỏ Đó là cái, cái 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 chống lưng cái cái đáy vừa rồi của nó nếu mà chỗ này nè ok cái vành đỏ này Nghe nhớ cái vành đỏ này là cái chỗ này là chỗ cơ hội đúng không? Nếu nó cắn ở dưới vành đỏ đó, ok, là nó nó gọi là nó sẽ drop fast, có nghĩa fast drop, uh, fast drop có nghĩa là rớt xuống rất là nhanh. Nghe chỗ này là cái chỗ cơ hội để đánh những cái vành cái lệnh xuống. Mình đã ở đây, ok, đánh những cái lệnh xuống, ok. Hàm 6 đánh những cái lệnh xuống. Hàm <laughs> 6 thì đánh nó xuống đâu khoảng cái 25, 25, 25 3. À, rớt xuống cái 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 vành này có thể đánh nó xuống hầm 6 đúng không? Thì nó là vậy. À, nó à, thường thường. Ok, xác suất là theo sau khi một cái sự Rất mạnh như vậy nó sẽ có một sự bay bổng lên. Ok, là cái sóng số 4 nhưng ngay bây giờ mình thấy cái sóng số 4 vẫn chưa có nghe. Và hôm nay là nếu mà nó xảy xảy ra thì xác suất là nó sẽ xảy ra thứ thứ sáu. Ngay bây giờ, nghe ngay bây giờ thì chỉ có 11 giờ tối thứ năm ở bên Mỹ nha tối nay mới là thứ sáu ok thì có thể là giá sẽ bay bổng tối tối nay à, ngay bây giờ là nó đang xuống đúng không nó đang xuống gọi là đang xuống mà gọi là xuống à, với uh, chậm 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 ok đang gọi <laughs> gọi là đi chậm chậm xuống xuống và và xuống okay. ngay bây giờ chưa có một cái tín hiệu gì mà gọi là quay đầu đi lên hết đó ok để có tín hiệu quay đầu đi lên thì các bạn cũng đã biết mình cần năm sóng đi lên 1, 2, 3, 4, 5 Sau đó ba sóng hồi năm sóng đi lên để chứng tỏ là trend bắt đầu thay đổi ba cái sóng hồi để chứng tỏ Đóng dấu lần thứ hai là để nó bay 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 kế tiếp Và ngay bây giờ không có Và vừa rồi bởi vì vậy Mình đã dời cái sóng sóng lên rồi ok Thì nó là vậy <laughs> Ngay bây giờ không có một cái cái chỗ nào Mà gọi là để mình đánh những cái lệnh lon lên hết Gọi là lon, lon mạnh à. Không có Chỉ gọi là những cái gọi là vớ vẩn gọi là ngắn hạn bay bổng ngắn hạn lên tới cái vùng này thôi chứ lên cái vùng 30 40 thì ngay bây giờ là chưa có không có nghe, ok thì đừng có đánh những cái lệnh lon như vậy mình cái thị trường nó thay đổi hàng ngày thì mình phải đi theo nó mà ở đây mình không định định hướng được thị trường đó không phải mình không được định mình không có quản lý được thị trường lên xuống như thế nào mình chỉ đi theo nó thôi chỉ đi theo nó thôi thì bởi vậy nghe bởi vậy thì mình sẽ sẽ tiếp tục đi theo nó để chốt đơn chốt đơn và chốt đơn cái vùng này vừa rồi mình cho bạn cái mũi tên để xuống, đánh những cái lệnh xuống để chốt đơn đúng không? Thì đây, à, mình sẽ dẹp nó qua một bên luôn để cho tới đâu mình làm sạch tới đó. Cái okay. à, cái vùng này là vừa rồi nó rớt xuống nha, nó chạm đâu 26.700 là con giá mình đưa ra cho bạn. Ok. Thì bây giờ đây là mình giờ mình xóa luôn cái cái bàn cam này đi, ok. bàn cam này luôn. Ok. À, xóa luôn cái cái vùng bên đây nha, tại bởi vì nó quá nhiều con số đây, nhiều lúc bạn sẽ rối những con số bên đây là nó đã đủ rồi, đủ rồi. Đây. Uh, Ethereum rất rất là mạnh ngay bây giờ đúng không? Rất là mạnh. Những cái đồng altcoin thì cũng rất là không có tốt cho máy, nghe không có tốt cho máy. Ok. rất xuống thì cái sóng cuối cùng á đúng không? Cái sóng cái sóng lớn nghe, không nói sóng nhỏ, sóng xanh này nè Ok. 4 năm á thì nó rớt xuống ngay bây giờ xác suất là rớt xuống toàn cái tầm cái vùng hai chục à hai mươi rưỡi ngày yeah, hai rưỡi à, vừa rồi là nó có một sự bay bổng ngắn hạn là nó phá vỡ cái trendline màu xanh này ok thì nó chứng tỏ là sóng số 4 đang diễn ra diễn ra nhưng nhưng mà nghe đi nghe bây giờ rõ ràng cái con trâu nó rất là yếu nên nó không có một sự bay bổng lên tới được chỗ này nữa nó có thể sập luôn ngay bây giờ nha yeah? nhưng mà xác suất thì có thể là nó bò lên nha yeah? à, tối này nó bò lên tới đây rồi nó mới sập okay? thì xác suất vẫn là vậy ok Setup um, set, uh, set up mà cho là những cái lệnh long để đánh đi lên thì ngay bây giờ không có chưa có sóng năm sóng đi lên ba sóng hồi không có đúng không um, vẫn nằm dưới 27.000 27.620 thì xác suất vẫn là xuống 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 uh, Lúc mà nó bay bỏng lên cái vùng này thì là rõ ràng chỉ Đây là cái vùng mà gọi là để bạn đánh những cái lệnh short xuống ngay bây giờ kháng cự là đây có thể là nó vẫn có thể bò lên tới đây rồi sau đó nó nó xuống lại nhớ nó xuống dưới cái vành đỏ này ok là bởi vì nó là cái đáy ở đây rồi thì chỗ này nằm dưới cái vành đỏ thì bạn mình có thể quất những cái lệnh short short để đi xuống xuống đánh những cái lệnh từ đây đúng không xuống cái tầm ở cái con giá xuống cỡ 26 rớt xuống dưới 26 là vành tím đánh xuống cái giá đầu khoảng cỡ 25 ba Ok. Dưới 25 bà, ok, sau đó mình sẽ chạm được 24 và 22 thì đó là rất là nhiều cơ hội để cho những người đánh tương lai like, những cái lệnh short xuống xuống và xuống. À, đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này, ok. À, cho những người nào vẫn chưa hiểu nghe. Nhớ là nhiều lúc bạn coi những cái video này á, nếu bạn mới quá, ok, mới bước vào thị trường. Nhớ là đầu tiên á, là bạn phải gọi cho cô nhân viên. Lấy ít nhất đâu khoảng cỡ 10 nghe, 10 15 tập vừa rồi coi nó, ok coi cái tập này nếu mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì phải coi nó lại thêm một lần hai lần nữa hai lần hai lần vẫn chưa hiểu thì có nghĩa là quay màn hình ok gửi cho nhân viên hỏi ô chỗ này là cái rắc rối của em vân 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 vâng. nhớ bạn lên trên đây đánh máy hỏi mình là cái gì ở trên đây mình sẽ không có trả lời cho bạn đâu bởi vì sao à, mình gọi là không sẽ không hiểu bạn nói cái gì nghe xác suất là vậy à, bởi vậy nghe quay cái màn hình nếu bạn chưa hiểu à, chưa hiểu giúp à, mình làm cái điều đó nếu bạn không hiểu nghe vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này sóng số 4 đang được diễn ra ok có thể là có một sự bay mộng ngắn lên tới cái vùng này rồi sau đó đi xuống lại ok uh, ok để ý, tối này tối nay là cái ngày <cười> <cười> nếu nó bay ok nó sẽ bay tối này uh, thứ bảy chủ nhật thì thường thường nó sẽ rất là chậm ok cuối ngày chủ nhật thì cuối ngày chủ nhật ngày ngày giờ bên mỹ thì nó sẽ có một sự bay bỏng ok thường thường nó là vậy ok um, và không chỉ vậy nữa để mình chia sẻ luôn cho ngay bây giờ lại mình đang nằm ở để mình tắt đi tất cả mọi thứ ngay bây giờ về mà zoom ra hình hài á thì có thể là đây là đầu nè đây là vai nè có thể là có một sự bay bổng lên để tạo thêm một cái vai cũng giống như cái vai bên đây đúng không kể okay, bay lên như vậy xuống lại rồi mới sập một cái vèo đi xuống ok thì nó cũng giống như cái hình hài này đây là cái vai đầu vai ok đường chỉ cổ đây đúng không sập một cái vèo đi xuống thì có thể là cho nó đang tạo một cái vai hơi hơi sớm để để có thể để để để, để quyết định nhưng mà có thể là nó lên nó mà tạo cái vai rồi sau đó xuống đường chỉ cổ sập một cái vèo đi xuống ok thì có thể nghe ngắn hạn thì có thể nó có một sự bay bổng sau đó nó sẽ sập ok xác suất là vậy cũng giống như là cái cái xu hướng là xuống 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 và và xuống nghe bây giờ mình mình đang nói tới ok xác suất xuống nhiều hơn lên nếu mà có sự bay bổng thì là một sự bay bổng ngắn hạn thôi vậy thôi đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn trong cái video này xin chào mọi người nhớ nếu bạn tìm được kiến thức ấn cái ấn chữ ấn chữ like ấn chữ thích giúp mình uh, những gì mình chia sẻ đây nếu mà nó có giúp ích cho bạn thì có thể ghi một cái câu gì bên dưới hay là cái gì đâu ok uh, giúp ích được cái này giúp ích được cái kia vân 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 hay là vẫn chưa hiểu cái này vẫn chưa hiểu cái kia nhưng nếu mà vấn đề không hiểu quay màn hình là tốt nhất ok cảm ơn mọi người <laughs>